chị, bạn có phải là người yêu cái màu sắc và yêu cái sự sáng tạo trong cái từng viên gạch bông? Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu là hiện tại là Vietize có là 120 màu sắc, nhưng mà nếu như ở trong một cái viên gạch bông mà chúng ta quá tham nhiều màu thì nó cũng sẽ không có ổn chút nào. Cho nên là tùy theo cái tông lạnh, tông nóng hoặc là mỗi cái gia chủ sẽ chọn lựa những cái mẫu gạch bông nào phù hợp khác nhau, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các anh chị việc chọn lựa như thế nào là phù hợp và hợp lý nhất trên một cái viên gạch bông. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta không nên tham quá nhiều một cái ôm đồm một cái lúc. Mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu, cho nên là cái sẽ hỗ trợ cho nhau, cho nên nếu quá tham nhiều thì cũng không có được. Cho nên là cuộc sống là muôn màu muôn sắc, cho nên mỗi người cũng sẽ có một cái điểm mạnh, cho nên là khi hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ dung hòa được tất cả các cái, giống như trên một cái viên gạch bông thì chúng ta dung hòa những cái màu sắc nào là phù hợp nhất ở trong cái gạch bông. Chứ nếu như mà ví dụ như một viên gạch bông và các anh chị là chọn cái tông nóng nhiều quá trên một viên gạch bông thì hoàn toàn không được, và chúng ta phải kết hợp được là tông nóng, tông lạnh, hoặc là tiết chế được cái màu sắc thì cũng sẽ làm cho công trình của mình, viên gạch của mình cũng sẽ đẹp hơn. Cho nên là nhân qua đây là mỗi một gạch bông là không phải là chúng ta đưa cái màu nào vô cũng được, mà mỗi một viên gạch bông thì sẽ có cái sự tiết chế chọn màu sắc khác nhau, thì viên gạch bông cũng trở nên là đẹp và sang trọng hơn. Cho nên là chúng tôi tư vấn cho các anh chị là không phải là muốn các anh chị là mua cái một nhiều cái sản phẩm mà chúng tôi vui đâu, mà chúng tôi sẽ cho các anh chị giải pháp nào là phù hợp nhất trong không gian sống của mình. Thì đó là cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các anh chị, và chọn lựa cái việc sản xuất, đồng hành với nhà sản xuất và những kiến trúc sư, những bạn và những cái chủ đầu tư như vậy. Cho nên là những công trình mà chúng tôi đưa ra là luôn luôn là có cái sự hài hòa trong cái kế nội thất và những cái viên gạch như vậy. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.